Thưa quý vị, cuộc thi trực tuyến tìm hiểu kiến thức pháp luật về an toàn giao thông trong đoàn viên thanh niên thành phố Cần Thơ năm 2021 vừa được tổng kết và trao giải. Đây là lần đầu tiên thành đoàn phối hợp với Ban An toàn giao thông thành phố Cần Thơ tổ chức cuộc thi nhằm nâng cao hiệu quả tuyên truyền, phổ biến giáo dục kiến thức pháp luật cũng như ý thức chấp hành pháp luật về an toàn giao thông trong đội ngũ cán bộ đoàn và đoàn viên thanh thiếu nhi, học sinh, sinh viên. Đồng thời phát huy vai trò trách nhiệm của đoàn thanh niên và lực lượng chuyên trách trong việc ngăn ngừa những hành vi vi phạm pháp luật, vi phạm an toàn giao thông, góp phần kiềm chế sự gia tăng tai nạn giao thông. Từ ngày 11 tháng 10 đến ngày 18 tháng 10 đã có gần 55.000 lượt người dự thi, ban tổ chức đã chọn ra 8 tập thể và 16 cá nhân để trao giải.